Chào các bạn. Các bạn thân mến, ở phần video trước thì cô cho đã hỗ trợ em chữa từ câu số 1 tới câu số 5 của dạng bài tập đọc điền. Bây giờ ở phần video này cô cho sẽ tiếp tục hỗ trợ em chữa từ câu số 6 tới câu số 10 với bài tập đọc điền thứ hai. Về cách làm chung với dạng bài tập điền đó là chúng ta sẽ đọc câu hỏi trước. Với câu số 6 em nhìn thoáng qua bốn đáp án của câu này. Thì em thấy rằng đây là câu kiểm tra kiến thức về phần từ loại. Và phần từ loại thì chúng ta đã học ở bên bên chuyên đề ngữ pháp rồi. Thì với cái phạm trù về từ loại như này thì đầu tiên em phải xét xem là chỗ trống này em sẽ cần từ loại là gì. Mình sẽ áp dụng các quy tắc về trật tự từ trong câu. Về để biết được chỗ trống cần từ loại là gì, bạn sẽ xét thành phần ở phía trước của chỗ trống. Phía trước trống thì em thấy có mặt của từ sau. Có mặt của từ extremely. Là từ này có đuôi ly là đuôi của trạng từ. Vì chúng ta có cái quy tắc là sau trạng từ là tính từ. Như vậy bây giờ em sẽ xét bốn phương án. Tìm cho cô trong bốn phương án này tìm phương án tính từ để xét. Thì cô sẽ loại trừ cái anh ý B bởi vì đuôi ly là đuôi của trạng từ. Mà trạng từ được cấu tạo bởi tính từ cộng với ly để tạo thành trạng từ. Nhớ, tính từ cộng với đuôi ly để tạo thành trạng từ. Vậy nếu như cái anh ý B mà là trạng từ thì cô có thể dễ dàng suy ra được ý A với từ useful, từ này của cô là tính từ, nghĩa là hữu ích. Yeah. vậy nếu như ý a mà là tính từ thì c với từ use, từ này cô có thể là động từ nghĩa là sử dụng hoặc là danh từ với nghĩa là cách dùng, nó có thể động từ hoặc danh từ. rồi vậy thì cô không cần động từ không cần danh từ vậy cô sẽ bỏ được c. bây giờ cô còn ý a và anh ý d Ý đây thì bạn sẽ nhìn thấy cái đuôi này cũng là một cái đuôi của tính từ. Vậy thì nó sẽ khác gì so với ya? Yeah? Nếu như ya yeah, với từ useful, với từ useful nghĩa là hữu ích, thì ý đây cô với từ useful, từ đấy cũng nghĩa là vô ích. Vậy điều đây chúng ta sẽ dùng từ với nghĩa là hữu ích hay là vô ích. Thì em sẽ phải xét ngữ cảnh của cái câu mà có chỗ trống cần điền cái từ này. Thì cô dịch nghe sau đây. Một thiết bị điện tử, đúng không ạ? Mà tôi thấy cực kỳ làm sao? Trong cuộc sống hàng ngày của tôi là điện thoại thông minh Nó là một cái công cụ rất là essential, rất là cần thiết Phải suy ra được là một cái loại thiết bị điện tử đúng không ạ? Mà tôi thấy cực kỳ nó phải là hữu ích chứ không phải là vô ích Do đó với câu số 6, cô dễ dàng chọn được câu đấy của chúng ta là ý A Vậy là có bạn khi mà xem cô chữa thì bạn sẽ thấy rằng là để mà làm được như cô thì chúng ta phải dịch được đúng không ạ? Nhưng mà bạn có thể yên tâm như này với cái đề thi vào 10 thì cái mức độ bài đọc nó chưa khó từ nó rất là đơn giản thôi. Vậy thì bạn chỉ cần trang bị cho mình một cái một 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 gọi là một cái vốn từ vựng cơ bản thôi là mình có thể làm tốt đọc hiểu. Mà, mà mình có thể làm tốt đọc điền thậm chí cả đọc hiểu nhá. Yeah. Rồi xong câu số 6 chuyện cô sang câu số 7. Nhưng mà bạn nhớ cho cô là trong cái dạng bài tập đọc điền này thì ngoài những dạng câu hỏi về từ vựng ra thì nó còn có cả dạng câu hỏi về ngữ pháp nữa. Nên là với dạng bài tập điền thì chúng ta sẽ phải chắc cả ngữ pháp lẫn từ vựng. Với câu số 7 em nhìn thoá qua bốn đáp án của câu này Thì em thấy rằng đây là câu kiểm tra kiến thức về phần đại từ quan hệ trong tiếng Anh Vậy thì cái phạm trù về đại từ quan hệ thuộc ngữ pháp em nhé Vậy để làm được cái câu về đại từ quan hệ như này Thì phải xét cho cô cái danh từ ở phía trước của chỗ trống Danh từ phía trước trống em sẽ thấy có mặt của từ sau Của từ tool nghĩa là công cụ Thì ở công cụ là danh từ chỉ vật Vậy nếu là danh từ chỉ vật thì cô sẽ loại cái anh ý D bởi vì who là đại từ quan hệ thay thế danh từ nó là đại từ quan hệ đúng không dùng đứng sau danh từ chỉ người chứ không phải chỉ vật đây ý d của cô không phải thế này cô sẽ bỏ tiếp ý b bởi vì sao vì where là trạng từ quan hệ nó thay thế trạng ngữ chỉ nơi chốn trong đó phía sau thấy có từ allows anh này cô là động từ vậy suy ra ở đây của cô cần chủ ngữ cơ chứ không phải trạng ngữ nên ý b bỏ Bây giờ cô còn what và which thì bạn nhớ là what nó dùng làm từ để hỏi với nghĩa là cái gì Đó Nhạ nghĩa là gì Thế còn ngoài dùng làm từ để hỏi ra thì nó sử dụng trong mệnh đề danh từ Chứ không dùng trong mệnh đề quan hệ Nên thì của cô sai Sau đó bằng phương pháp loại trừ cô sẽ chọn được ý C với which điều basic dịch là Nó là một cái công cụ rất là Rất là cần thiết Mà cho phép tôi có thể kết nối Với bạn bè, với gia đình, với đồng nghiệp Xong câu số 7 chuyện cô sang câu số 8 với câu số 8 cô có động từ show, động từ take, động từ catch và động từ make. Thì cái này nó sẽ có hai hướng, nhờ hoặc nó sẽ là cụm từ hoặc là sẽ là từ vựng. Vậy thì với câu số 8, em xem cho cô xem nào. Với câu số 8 mình sẽ dịch câu này của chúng ta như thế nào đây? Nhớ yeah. uh, xem cho cô nhé. Uh, với cái câu số 8 mình sẽ dịch câu này của chúng ta như sau này. Yeah. nó cũng là cái máy ảnh chính cho tôi để chụp ảnh, nhận để quay video. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ cần từ với nghĩa là chụp ảnh Vậy thì nó sẽ phải đi theo cái kết hợp từ Thì bạn căn cứ cho cơ bằng từ sau Căn cứ bằng từ photos Nhờ thì chúng ta có cụm từ cố định là cụm từ take photos Nghĩa là chụp ảnh Vậy thì với câu số 8 cô chọn được ý B Nhớ sau so for cộng với verb in Sau câu táo chuyển cho cô sang câu số 9 Thì câu số 9 sẽ là câu kiểm tra kiến thức về phần giới từ Nhớ với câu kiểm tra kiến thức về giới từ thì nó sẽ đi theo cái cấu trúc về giới từ. Vậy đi theo cái cấu trúc về giới từ cho cô là gì thì bạn sẽ phải căn cứ cho cô bằng cái động từ sau. Căn cứ bằng have, chúng ta có cái cấu trúc là have somebody with something nghĩa là giúp ai đó với cái gì. Vậy cô dễ dàng chọn được câu số 9 là it Vậy Quay dịch như sau này. chúng ta có cái cấu trúc lúc trước mình có cái cấu trúc là in addition. Ở phần sorry ở phần video trước thì cô trai có dạy em là In addition, nghĩa là ngoài ra. Như là, cô cho anh mở rộng cái phần này một xíu cho em này. Cô có cái cấu trúc là in addition. đằng sau cộng với một mệnh đề nghĩa là ngoài ra, nghĩa là hơn nữa. Thì cô lại có cái cấu trúc là in addition to. đằng sau cộng với danh từ hoặc vô in. Rồi nó cộng với một mệnh đề. Nghĩa là bên cạnh cái gì, ngoài cái gì ra. Bây dịch là ngoài những cái function, những cái chức năng basic cơ bản đấy. Thì điện thoại thông minh của tôi, đúng không ạ? Còn được làm sao đây? Điện thoại thông minh của tôi còn còn có nhiều những cái ứng dụng khác mà giúp tôi có thể làm sao đấy? giúp tôi với mọi thứ đúng không ạ? Từ từ định vị đến gì ạ? đến cái đến cái hiệu suất làm việc. Vậy thì với câu số 9 cô chọn được câu đấy là ý C. Sau 9 chữ cô ra câu số 10. Với câu số 10 bốn đáp án là bốn từ khác nhau. Vậy thì với câu số 10 sẽ là câu thuộc phạm trù kiến thức về phần từ vựng. Em thấy là riêng cái bài này thì có bốn câu về ngữ pháp và một câu về từ vựng thôi. Các bạn nhớ cô là những cái bài đọc ở trong cái cuốn này Là những cái bài đọc mà cô trai Tuyển tập từ trong cái đề thi chính thức Năm vừa rồi của tất cả các tỉnh thành Cho cả nước để bạn sẽ thấy rằng là yên tâm Rằng cái mức độ đầy thật của chúng ta sẽ chỉ như thế này thôi nhá Với câu số 10 Nếu là câu kiểm tra kiến thức về phần từ vựng Thì bạn sẽ phải xét nghĩa của các phương án Tôi có ý A Với từ imagine Động từ này nghĩa là tưởng tượng Đó là. Rồi thế còn với cái anh ý B thì sao À cô lại có Cô mở rộng một xíu với cái anh ý A này cho ý A à, với cái cấu trúc là imagine cộng với verb vâng in Nghĩa là tưởng tượng làm gì Vậy thì bạn thấy rằng là phía sau cô có hướng hình đảm bảo verb vâng in rồi Xét cho cô xem nghĩa nó có ổn không nhé dịch như sau này Bất cứ khi nào mà tôi cần đúng không? cần đặt Bất cứ khi nào mà tôi cần đặt xe này Cần đặt đồ ăn này Hay kiểm tra về thời tiết này để Điện thoại thông minh luôn đúng không? giúp tôi với mọi thứ một cách rất là nhanh chóng và hiệu quả Tôi không thể tưởng tượng được là một ngày sẽ như nào mà nếu không có điện thoại Vậy thì với câu số 10 ý A đúng cả về mặt ngữ pháp lẫn ngữ nghĩa Nên cô sẽ chọn ý A luôn Thế tại sao mình không chọn ý B, mình lại vội vàng chọn ý A như vậy Ý B của cô với động từ Với động từ guess nghĩa là đoán Vậy thì nó sẽ không phù hợp với nghĩa rồi Chọn Ý C nghĩa là giúp thì không phải Vì đây với từ think là nghĩ nhá. Yeah. Thì bạn nhớ là với cái anh là think Thì chúng ta sẽ có cái cấu trúc là think up hoặc think about Something hoặc doing something nhá yeah. Với cái động từ là think nếu nó sẽ cấu trúc là think hoặc think about something hoặc doing something. Nghĩ về điều gì, nghĩ về việc làm gì. Chứ nó không dùng với cái anh là think cộng với vô anh như kia được. Thế là với câu số 10, cô chọn được câu đấy là ý A, em nhé.